công nghệ nào đi? Đây là hệ thống bẹt tưới G8, bẹt tưới của Hy Lạp, thế hệ mới nhất. Đây là bẹt tưới này. Còn ở nơi đây là gọi là van bù áp. Van bù áp này có 3 loại. Loại 40 lít, 70 lít và 90 lít. Và chúng tôi đi dây 6 ly. Dây 6 ly. Dây 6 ly này sẽ đi thẳng qua ống 20, chạy thẳng, chạy dọc. Kiểu chạy ống xương sóng. Và ống 20 chúng tôi sẽ chạy theo một sợi dây tổng phí 40 nữa. Hiện tại đây là hơn 100 cái bù áp tôi mới lắp đặt thử nghiệm.